Bây giờ sẽ là đôm ôm bư xẻo me Vĩnh Châu bằng gồ chấp chắc của Châu Khánh Long Phú. Hai đội ghe hiện nay vẫn còn so kè, liệu có bất ngờ nào xảy ra hay không? Đây là hội hai đội ghe giàu truyền thống của làng ghe ngòi Sóc Trăng đã xuất hiện từ thế kỷ trước. Xẻo me đôm ôm bư xẻo me Vĩnh Châu, ghe số 1 bơi đường bơi số 2 bằng gồ chấp chắc, số 29 bơi ở phía khán đài. Chúng ta thấy đôm ôm bư xẻo me trong trang phục màu đỏ, đây ghe số 1 trong trang phục màu cam, còn cùng bơi với đôm ôm bư xẻo me trong trận thi đấu này đó là đội ghe đến từ xã Châu Khánh của Long Phú, bằng gồ chắp chắc. Bằng gồ chắp chắc đến vòng thi đấu này đã là một sự thành công, một niềm vui quá lớn với anh em. Tuy nhiên khoảng cách vẫn còn, chúng ta phải nỗ lực hết sức mình, vẫn còn cho những nỗ lực cuối cùng. Chúng ta cùng chờ xem một trận đấu hấp dẫn giữa bằng gồ chắp chắc bơi bên trái màn hình ghe số 29 và ghe số 1 xẻo me. Chúng ta cùng chờ trọng tài xác định ở trận thi đấu này. Chúng tôi xin chúc mừng cả hai đội đã xuất sắc trong trận thi đấu vừa rồi và đã có kết luận từ trọng tài. Và chúng ta thấy trên màn hình rõ ràng đội về trước trong trận thi đấu này đó là xẻo me đôm ôm bư của Vĩnh Châu. ตุงงวัดปงตึกจ๊ะบาดวัดปงตึกจ๊ะនៅតែរក្សាឯកសន្តានពលលឿងជួបជាមួយក្រុមតងងវត្តដំអំពិលគឺតាដំអំពិលទីរំខេត្តចិនចៅក្នុងលើកនេះបើតាមយើងទស្សនាតាំងបញ្ចប់ទូរទស្សន៍វត្តពងទឹកចាស់មានការបដិញ្ញាឆ្ងាយចំពោះក្រុមតងងវត្តដំអំពិលនេះជាទូកវត្តពងទឹកចាស់ប៉ាក់ស្លាកលេខ31ឯកសន្តានពលលឿងដូចជាមានការបង្អន់ក្រវ៉ាកំពុងបកកាន់ខ្សែប្រត់ឯទូកវត្តដំអំពិល តំណាងឲ្យទីរំខេត្តចិនចៅត្រូវចោះចាញ់យ៉ាងឆ្ងាយចំពោះក្រុមតងងវត្តបងទឹកគឺថាវត្តបងទឹកក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះតែងតែស្ថិតក្នុងទូកចំណាប់ខ្លាំងរបស់ខេត្ត